Kính chào quý thính giả, tôi là MC ảo của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo, 18 giờ 15 phút hôm nay, ngày 18 tháng 1 năm 2023, xin gửi đến quý thính giả bài viết Nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam, Hàn Quốc lên 100 tỷ USD ngay trong năm nay. Bài viết được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Thưa quý thính giả, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Yo-dang có chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Ngài Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Yo cùng đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam, mang đến mùa xuân ấm áp trong không khí Việt Nam đang đón chào năm mới, Tết cổ truyền Quý Mão năm 2023. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Cùng với đó, Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập sâu rộng, hiệu quả. Việt Nam đã thể hiện quan điểm về một số vấn đề trong khu vực và thế giới, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Việt Nam luôn coi Hàn Quốc là đối tác chiến lược quan trọng và lâu dài, vì lợi ích chung của hai nước, nhân dân hai nước và vì ổn định, hòa bình trong khu vực và thế giới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Yo bày tỏ vui mừng sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp, trong đó có tác động của đại dịch COVID-19, quan hệ hai nước tiếp tục được duy trì đà phát triển ổn định, lòng tin chính trị giữa hai nước không ngừng được củng cố. Hiện nay, Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí số 1 về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam với tổng số vốn đạt 80,5 tỷ đô la Mỹ, số 2 về hợp tác phát triển, du lịch và lao động, số 3 về hợp tác thương mại với kim ngạch đạt 88 tỷ năm 2022. Hàn Quốc có khoảng 8.000 doanh nghiệp đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam. Giao lưu nhân dân hai nước diễn ra nhộn nhịp với khoảng 200.000 kiều dân mỗi nước đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia, trong đó có khoảng 80.000 gia đình đa văn hóa Việt, Hàn. Hai nước đã trở thành người bạn tốt, đối tác tốt và thông gia tốt của nhau. Thông tin với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc về tình hình Việt Nam, Thủ tướng cho biết, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế, trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện trên các lĩnh vực. Đặc biệt, sau những tháng khó khăn vào cuối năm 2022, tình hình kinh tế của Việt Nam ngay những ngày đầu năm 2023 đang có tín hiệu khởi sắc. Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng những thành quả mà Hàn Quốc đã đạt được trong xây dựng, phát triển đất nước, cảm ơn nhà nước, quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã luôn dành tình cảm, sự hỗ trợ quý báu, thiết thực, hiệu quả cho Việt Nam trong thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Yo chúc mừng Việt Nam tiếp tục có mức tăng trưởng kinh tế cao và vững chắc trong điều kiện khó khăn, dưới sự lãnh đạo của chính phủ và chúc Việt Nam đạt được mục tiêu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030. Chủ tịch Quốc hội Kim Jin Yo cảm ơn chính phủ Việt Nam luôn quan tâm đến sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Riêng Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngoài các cuộc tiếp xúc, đã có hai cuộc đối thoại với doanh nghiệp Hàn Quốc để lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc, giúp doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam. Ngài Kim Jin Yo mong muốn chính phủ Việt Nam ủng hộ Hàn Quốc đăng cai tổ chức triển lãm thế giới 2030 World Expo 2030 tại Busan, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động hiệu quả tại Việt Nam, giúp các ngân hàng Hàn Quốc mở chi nhánh tại Việt Nam. Đề nghị Việt Nam hợp tác trong sản xuất đất hiếm, tạo điều kiện để công dân Hàn Quốc đi lại, du lịch, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam, ủng hộ việc mở rộng quy mô các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhất trí xem xét các đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, cho biết đang giao cho các bộ, ngành, cơ quan nghiên cứu giải quyết trên cơ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Trong đó, xem xét tích cực, sớm có quan điểm về triển lãm thế giới tại Busan, hoan nghênh các ngân hàng Hàn Quốc mở chi nhánh tại Việt Nam, ủng hộ, tạo điều kiện để công dân Hàn Quốc đi lại, du lịch, làm ăn, sinh sống tại Việt Nam, ủng hộ việc mở rộng quy mô các cơ sở giáo dục của Hàn Quốc tại Việt Nam. Để thực hiện thành công những mục tiêu phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chủ tịch Kim Jin Yo và Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác thực chất, hiệu lực, hiệu quả trên cơ sở khuôn khổ quan hệ mới đối tác chiến lược toàn diện, tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh đảng, chính phủ, quốc hội, tăng cường hợp tác sâu rộng trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nhất là công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ cho Việt Nam, hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực cho các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe bài viết Nâng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hàn Quốc lên 100 tỷ USD ngay trong năm nay được đăng trên báo điện tử chính phủ.vn. Chuyên mục trợ lý ảo điểm báo 18 giờ 15 phút hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chuyên mục trợ lý ảo điểm báo tiếp theo. Thân mến chào tạm biệt.